Hiện giờ đã đến giờ tổ chức buổi lễ khai mạc. Ban tổ chức trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các vận động viên đứng dậy làm lễ chào cờ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vận động viên, cổ động viên về dự giải. Thực hiện công văn số 2086 ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021. Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 và tháng 11 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Sơn, hôm nay Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Sơn long trọng tổ chức giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở huyện Lạng Sơn năm 2020. Tới dự lễ và chỉ đạo lễ khai mạc ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Tuấn, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện Lạng Sơn, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, trưởng ban tổ chức giải, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đơn vị tài trợ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có đồng chí Bùi Giang Nam, phó giám đốc phụ trách ngân hàng Liên Việt huyện Lạng Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đông đảo hơn cả là sự có mặt của các đồng chí cán bộ, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo, đại diện ban giám hiệu các đơn vị trường, tổ trọng tài, các cổ động viên, phóng viên đài truyền thanh truyền hình huyện, lực lượng an ninh, đặc biệt là sự có mặt của 12 đội bóng xuất sắc đến từ các cục vùng về tham dự giải, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Tuấn, huyện ủy viên, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, trưởng ban tổ chức giải lên phát biểu khai mạc giải. Trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Bùi Giang Nam, phó giám đốc phụ trách ngân hàng Liên Việt huyện Lạng Sơn, đại diện nhà tài trợ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Thực hiện công tác tháng 10 năm 2020, hôm nay phòng giáo dục đào tạo Lạng Sơn long trọng tổ chức giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở năm 2020 với mục đích tiếp tục duy trì đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần phát triển toàn diện cho học sinh về đức trí thể mỹ. Thi đua là thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 năm 2020, thông qua giải đấu nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các đơn vị trường học, căn cứ kết quả thi đấu để tuyển chọn lực lượng vận động viên tập luyện và tham dự giải bóng đá học sinh tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Hòa Bình năm 2021. Kính thưa các đồng chí và các em học sinh thân mến, giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở là một trong những giải đấu tổ chức thường niên theo năm học và những năm trước đây đã được tổ chức rất thành công, được đông đảo các đơn vị trường, các em học sinh, các bậc phụ huynh nhiệt tình tham gia cổ vũ. Gần đây nhất, giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở Hội Khỏe Phù Đổng cấp tỉnh được tổ chức năm 2019 tại huyện Kim Bôi. Đội bóng đá cấp tiểu học huyện Lạng Sơn đã xuất sắc đạt giải nhất, đội trung học cơ sở đạt giải nhì và xếp thứ nhất toàn đoàn. Để có vòng chung kết cấp huyện năm nay, 12 đội bóng xuất sắc, 6 đội tiểu học, 6 đội trung học cơ sở đã phải khẳng định tài năng trải qua các trận đấu căng thẳng, quyết liệt tại các giải đấu vùng cụm để đạt được thành tích nhất cụm vùng và hai đội nhì xuất sắc. Với nền tảng tốt đẹp đó, chúng ta tin tưởng rằng trong giải đấu năm 2020 sẽ tiếp tục đón nhận nhiều hơn sự quan tâm, chia sẻ, cổ vũ của các đơn vị trường học, các cầu thủ và đặc biệt các bậc phụ huynh. Trong đó là động lực quan trọng giúp cho chất lượng giải đấu ngày một cao hơn. Để góp phần quan trọng cho sự thành công của giải đấu, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo, sự tạo điều kiện đồng hành phối hợp có hiệu quả của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, các cơ quan truyền thông về dự và đưa tin, Công an huyện Lạng Sơn,
công an thị trấn Vụ Bản, ngân hàng Liên Việt huyện Lạng Sơn, đặc biệt là sự nỗ lực tập luyện của các huấn luyện viên, vận động viên các đơn vị trường học. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí đại diện cho ban giám hiệu các đơn vị trường học, các đồng chí trưởng đoàn sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các đồng chí trong tổ trọng tài sức khỏe và điều hành giải đấu thật công tâm, đúng điều lệ. Chúc các cầu thủ luôn tự tin, thi đấu nỗ lực với tinh thần thể thao, trung thực, cao thượng cùng tiến bộ, tạo ra nhiều pha bóng hay, trận đấu đẹp để cống hiến cho người hâm mộ. Chúc giải đấu thành công và tìm được những cầu thủ có chất lượng để hướng tới giải đấu cấp tỉnh. Tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá học sinh tiểu học, trung học cơ sở huyện Lạc Sơn năm 2020. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Anh Tuấn, trưởng ban tổ chức giải. Từ ngân hàng Liên Việt về Lạng Sơn, mỗi một đội bóng ngân hàng Liên Việt sẽ hỗ trợ 500.000 đồng. Như vậy được hiểu là đối với các trường của hai đội chúng ta được hỗ trợ 1 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các đội và cảm ơn đồng chí Hoàng Tuấn, đồng chí Bùi Văn Nam. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và các bạn, tên em là Vũ Lộc, cầu thủ đội bóng đá trường tiểu học và trung học cơ sở Vụ Bản. Thay mặt cho các cầu thủ tham dự giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở huyện Lạc Sơn năm 2020, xin hứa thi đấu theo đúng luật, đúng điều lệ giải, chấp hành các quy định của trọng tài và ban tổ chức, thi đấu với tinh thần nhiệt tình với tinh thần giao lưu, học hỏi cùng tiến bộ. Xin hứa. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên, tôi Bùi Văn Đăng, đại diện tổ trọng tài điều hành giải bóng đá tiểu học và trung học cơ sở năm học 2020, xin tuyên thệ điều hành giải đúng luật, đúng điều lệ, xử lý nghiêm các trường hợp phạm luật và vi thể thao, xử lý kết quả công bằng, chính xác, trung thực, cao thượng. Xin hứa. Xin trân trọng cảm ơn. Lễ khai mạc giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở huyện Lạc Sơn năm 2020 xin được kết thúc tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và nhà tài trợ. Xin mời các đội bóng chúng ta sắp lại vị trí của mình để tổ chức giải đấu.